Quân sự Thế giới hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2024 có những nội dung sau. Thổ Nhĩ Kỳ tham vọng có được hàng trăm đơn đặt hàng tiêm kích thế hệ thứ 5 KAAN. Đức xác nhận viện trợ trực thăng cho Ukraine. Thales thử nghiệm sonar tiên tiến trên tàu ngầm không người lái. Đại diện công ty công nghiệp hàng không vũ trụ TAI của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng với tiêm kích thế hệ thứ 5 KAAN. Theo đó, số đơn đặt hàng đối với máy bay chiến đấu này có thể tăng tới 3 con số. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CDS TV, Mehmet Demiroglu, giám đốc điều hành của TAI tiết lộ, đơn đặt hàng bao gồm 100 chiếc cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ với 20 chiếc đầu tiên sẽ được giao vào năm 2028. Ngoài ra, TAI cũng đang tìm kiếm các đơn đặt hàng quốc tế với tổng đơn đặt hàng dự kiến lên tới 250-300 chiếc. Theo Bulgarian Military, đầu tháng 5, máy bay chiến đấu này đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thứ hai. Đại diện của TAI đã tuyên bố rằng máy bay chiến đấu của họ vượt trội hơn máy bay thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ về hiệu suất. KAAN còn được gọi là TFX là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như chiến đấu và trinh sát. Dự án do TAI cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế thực hiện. KAAN có kích thước giống với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 khác như F-35 và Su-57 với chiều dài 19m, sải cánh 12m và chiều cao 6m. Chính phủ Đức xác nhận sẽ viện trợ 6 trực thăng Westland WS-61 Seeking MK-41 cho Ukraine cho các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn. Theo đánh giá của quan chức quốc phòng Đức, với khả năng được chứng minh trong thời gian dài, mẫu trực thăng này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Ukraine trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo Bulgarian Military, phiên bản của Seeking của Đức này chủ yếu dùng cho các hoạt động của hải quân. Trực thăng được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như tác chiến chống tàu ngầm, tìm kiếm và cứu nạn và vận tải. Riêng biến thể MK-41 cho Đức còn kết hợp một số cải tiến để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của lực lượng hải quân nước này. Seeking MK-41 khá lớn với chiều dài 22m, cao 5,2m với đường kính roto khoảng 18,9m. Kích thước này cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ vận chuyển quân và thiết bị đến tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn phức tạp trong môi trường đầy thách thức. Hệ thống đẩy của biến thể này bao gồm hai động cơ Rolls-Royce Genome, mỗi động cơ cung cấp lực đẩy khoảng 1.660 mã lực. Cấu hình động cơ đôi cũng cung cấp khả năng dự phòng, nâng cao độ tin cậy và an toàn của máy bay trong quá trình hoạt động. Army Reconnaissance dẫn thông báo của tập đoàn Thales của Pháp cho biết, công ty này sẽ tiến hành thử nghiệm bộ sonar thụ động toàn hướng được lắp đặt trên thân tàu ngầm không người lái kích thước siêu lớn của Naval Group. Đây được đánh giá là bước tiến đáng kể trong phát triển công nghệ định vị dưới nước. Với khả năng cung cấp hình ảnh toàn diện và chi tiết về môi trường bề mặt trong quá trình nổi, hệ thống sonar này đóng vai trò quan trọng đối với khả năng dẫn đường tự động của tàu ngầm không người lái này. Ra mắt vào năm 2021, tàu có chiều dài 10m và 25m nếu tính cả hệ thống pin hoặc động cơ đẩy bổ sung trọng tải 10 tấn. Tàu có khả năng mang nhiều loại tải trọng như vũ khí chống thủy lôi và tác chiến chống tàu ngầm. Thiết kế của phương tiện còn có khoang chứa các loại ngư lôi hạng nặng như F-21 cho phép thực hiện đa dạng các nhiệm vụ.